Xin chào các bạn, Travis đang có mặt tại sân bay Yogyakarta và chuẩn bị đón chuyến bay của Batik Air từ Yogyakarta đi Jakarta. Và đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị, bởi vì sao là Travis suýt nữa là trễ chuyến bay bởi vì tình trạng kẹt xe ở thành phố Yogyakarta. Ở Yogyakarta thì cái tình trạng kẹt xe rất là kinh khủng, và hôm nay thì là thêm một cái nữa là ngày lễ hội của họ, cho nên là nó càng kẹt xe, mọi người đổ ra đường hết. Và cũng rất may thì Travis đến kịp giờ khởi hành, giờ làm thủ tục. Sau chuyến tham quan đền Borobudur, Travis quay trở lại khách sạn để lấy hành lý ra sân bay. Bình thường thì quãng đường giữa Borobudur và Yogyakarta chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên hôm đó là ngày lễ của người Indonesia, cho nên đường rất là kẹt xe. Và Travis đã mất khoảng 2 tiếng rưỡi để đi từ Borobudur về đến khách sạn. Và chưa kể quãng đường từ khách sạn ra sân bay cũng kẹt xe không kém. Thời gian đóng quầy làm thủ tục cho chuyến bay nội địa của Batik Air là 45 phút trước giờ khởi hành. Và Travis may mắn đã đến sân bay trước giờ khởi hành 50 phút. Và lời khuyên mà Travis dành cho các bạn đi du lịch Indonesia là các bạn hãy tính toán thời gian ra sân bay thật sớm để trừ hao vì kẹt xe nữa. Quay trở lại với sân bay Yogyakarta, đây là một sân bay nhỏ và các tiện nghi tiện ích của sân bay này thì khá là chán. Và trong sân bay thì cũng có chỉ có một cái tiệm bánh và một cái cửa hàng tiện lợi thôi, và Travis đã kịp mua hai cái bánh để lên máy bay ăn rồi. Thì ra sân bay có sợ tắc đường, sợ kẹt xe, sợ trễ nên là chưa kịp ăn gì hết. Và đây là cái bánh của Travis. Tuy là hãng con của một hãng hàng không giá rẻ là Lion Air, nhưng Batik Air là một hãng hàng không giá đủ, và hành khách đi hạng phổ thông của Batik Air sẽ được 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi. Cuối cùng thì Travis cũng lên kịp máy bay rồi, sau một hồi chạy vé thói. Và tàu bay khai thác cho chuyến bay ngày hôm nay là Boeing 737-800. Tàu bay này có 12 ghế hạng thương gia được sắp ghế là 22 và 150 ghế hạng phổ thông được sắp ghế là 33. Batik Air hiện có trên 50 chiếc máy bay trong đội bay của mình, bao gồm Airbus A320, Boeing 737-800 và Boeing 737-900ER. Các ghế hạng phổ thông trên tàu bay Boeing 737-800 này của Batik Air cũng khá là rộng rãi, và tại mỗi ghế ngồi hạng phổ thông đều có màn hình giải trí cá nhân, và đây là những màn hình cảm ứng rất tiện lợi để thao tác. Và bây giờ máy bay đã chuẩn bị khởi hành. Trên màn hình cảm ứng tại mỗi ghế ngồi hiển thị video hướng dẫn an toàn trước khi bay. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá màn hình giải trí ở tại ghế ngồi nhé. Và Travis thấy thì hệ thống giải trí này khá là đa dạng và có rất nhiều bộ phim để hành khách thưởng thức ngay cả trên những chuyến bay rất là ngắn. Và thú vị nữa là tại ghế ngồi, ngay màn hình cảm ứng cũng có cổng sạc USB. Sau khi máy bay bay bằng, các tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn nhẹ. Và trên chuyến bay ngắn khoảng 1 tiếng đồng hồ này thì Batik Air phục vụ hành khách một chai nước nhỏ
và một bánh mì ngọt, bên trong là nhân phô mai. Và bây giờ là lúc máy bay hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Soekarno-Hatta ở Jakarta. Và trên màn hình máy bay thì các bạn có thể làm các cái cuộc khảo sát của hãng đưa ra để giúp hãng cải thiện dịch vụ. Sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại hẳn thì ống lồng được cập vào, hành khách sẽ ra khỏi máy bay bằng ống lồng. Tuy nhiên Travis khá là bất ngờ khi mà ra khỏi ống lồng xong thì Travis lại phải đi cầu thang xuống dưới để đi xe buýt vào trong nhà ga. Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì lắm.